thư trả lời cư sĩ Lưu Thọ Dân. Vừa nhận được bốn bức thư của cư sĩ Đặng Hán Quân và Ngụy Mai Tôn, cho biết tâm niệm của Lệnh Nghiêm khi Lâm Chung và tin tức khi cụ mất và sau khi cụ đã mất, chẳng khỏi khiến cho kẻ khác cảm thán. Lệnh Nghiêm chính là người đầu tiên trong số bạn bè tại Nam Kinh, tuy chưa thường ở chung với quan, nhưng chí hướng và đạo hạnh hết sức khế hợp. Quy y hay không? đều thuộc về sự tướng mà thôi, nhưng cụ vẫn tận lực thỉnh người khác thọ giới thay, cũng có thể nói là chánh niệm rạng ngời. Lại may mắn là ông có thể thừa kế chí hướng của lệnh nghiêm, dặn người nhà nhất tâm niệm Phật, chẳng rời đi lo toan hậu sự và khóc lóc, chuyện ấy hết sức hữu ích. Người tới lúc lâm chung, hoàn toàn phải giữ sao cho cái tâm chẳng dấy lên ý niệm khác. Nếu bị dời động và khóc lóc, sẽ đánh mất cái tâm thanh tịnh niệm Phật. Cũng do cái tâm yêu luyến và bị dời chuyển khó chịu đựng mà sanh lòng sân hận. Hành vi kiểu đó gọi là ném đá người đã rớt xuống giếng, nhưng kẻ ngu chẳng biết, cho đó là hành hiếu, thể hiện lòng hiếu, đúng là đáng đau tiếc. Trong lúc ấy, ông có thể thành tựu chánh niệm cho cha mình, có thể nói là khéo phụng sự cha mẹ. Trong lúc tan ma, cũng nên giữ chí ấy, nhất loạt chẳng dùng đồ mặn, đừng coi chuyện đẹp mắt vui tai người đời là vinh. Chỉ nên khiến cho người mất lẫn kẻ còn đều được lợi ích thật sự. Người ta phần nhiều vì tan cha mẹ mà đau buồn, suy sụp. Đấy cố nhiên là tình kiến của người đời. Tuy chẳng thể không đau buồn, nhưng cũng đừng nên chấp trước. Mong hãy chú trọng dứt buồn đau để niệm Phật, khiến cho cha ông chưa vãng sanh liền được vãng sanh. Đã vãng sanh, sẽ tăng cao phẩm vị, thực hành như thế và cũng hướng dẫn người nhà quyến thuộc cùng làm theo, ác người mất, kẻ còn đều hưởng đại lợi ích. Về chuyện làm Phật sự, chớ bắt trước thế tục mưu cầu đẹp mắt, hoặc niệm kinh, bái sám, làm đàn thủy lục. Chỉ nên chuyên nhất niệm Phật, lợi ích sẽ khác biệt một trời một vực. Đó là lời lẽ phát xuất từ kinh nghiệm từng trải hơn mấy chục năm của quan cho nên nói với bạn bè của tôi, chẳng phải là thốt ra lời hư vọng đoán mò. Nếu chẳng nghĩ đó là lời lẽ vớ vẩn, hủ bại thì may mắn lắm thay. Còn đối với các chuyện chôn cất, tan ma, vân vân, Xin đừng bắt chước thói ác trong đời gần đây, vô trương xa xỉ. Đúng là dùng chuyện tan ma của cha mẹ làm công cụ để khoe khoang giàu sang. Nếu chẳng nỡ làm đám tang cha mẹ đơn sơ, hãy nên tiết kiệm chi tiêu để dùng khoản tiền tiết kiệm ấy cứu tế, công đức sẽ to lớn. Đối với bạn bè thân thiết mà có tang, quan đều chẳng làm các chuyện phúng điếu rỗng tuết màu mè, mà đều vào lúc hồi hướng trong khóa tụng sáng tối, đọc tên để hồi hướng cho người đó. Nếu là kẻ giao hảo thân thiết lúc thường ngày, cũng đều đọc tên hồi hướng, huống hồ người đã qua đời ư. Nay tôi sẽ vi lệnh nghiêm hồi hướng 21 ngày nhằm biểu lộ tình bạn hữu. Mong ông hãy dứt buồn niệm Phật, hành đúng theo lời quan. Làm như thế, há chỉ có thể an ủi hương linh của cha ông, mà còn khiến cho quyến thuộc trong nhà đều gieo thiện căn tối thắng. Thân thích bằng hữu cũng do trông thấy mà được chuyển hóa. Từ lòng hiếu thảo ấy mà lợi lạc khắp hết thảy, có thể nói là khéo vận dụng lòng hiếu mong ông xét hiểu thì may mắn lắm thay